đừng ép mình, là phải trao đi. Vậy thì vô tình càng đi càng nặng, thì cái đó nó gọi là tham vọng. Còn khát vọng là tôi uống thêm được giọt nào thì tôi đã đỡ khát được giọt đó. Nhưng tôi biết tôi vẫn nỗ lực tuyệt đối hàng ngày, nhưng tôi không bắt mình phải đạt được cái đích đó bằng mọi giá. Thầy cho em hỏi sự phân biệt giữa khát vọng và tham lam, thực ra gọi là tham vọng thì đúng hơn, khát vọng và tham vọng thì đúng hơn, và làm như thế nào để nhận biết được khát vọng thực sự của một người? Vâng ạ. Thưa anh chị, thế nào gọi là, đầu tiên ta phân tích cái chữ khát đã. Chữ khát là gì ạ? Khi mình khát nước thì mình uống đổ thì thôi, và mình hết khát thì mình dừng lại. Còn tham thì có nghĩa là uống cho nó hết khát rồi mà vẫn phải cầm một bình mang đi. Tức là gì ạ? Bạn đổ rồi, bạn lại muốn nữa, bạn lại muốn nữa, bạn lại muốn nữa, thì cái đó gọi là tham. Vậy khát có nghĩa là bạn biết đủ, thì người ta gọi là khát vọng. Tôi đây ví dụ, tôi có cái khát vọng là thay đổi doanh trí Việt. Tôi có cái khát vọng là muốn toàn dân hiểu bản chất của đạo Phật, hiểu bản chất thật của đạo Phật, chứ không phải hiểu dưới cái góc độ là mê tín và ma mị, mà vốn dĩ đạo Phật cực kỳ khoa học, như một cái tài liệu khoa học thật sự của đời sống, chứ không phải là thứ cúng bái. Nhưng mà đến 99% dân mình hiểu đạo Phật theo nghĩa là mê tín, thế mới là một nỗi đau. Tôi muốn có cái khát vọng đó. Khát vọng thứ ba là có phần vào thay đổi nền giáo dục Việt Nam. Ai cũng biết là chúng ta học không phải để thi để lấy 10 điểm. Nếu học để mà thi thì dân Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình giàu gần nhất thế giới. Bởi vì nếu mà thi quốc tế thì Việt Nam mình tuyệt vời lắm. Nhưng bạn nên nhớ rằng là học thi chính là học để biết. Học để biết ấy, cái phần kiến thức đấy, thì học đấy là học thấp nhất. Học để làm được thì biết đến đâu phải ứng dụng được đến đấy cơ, thì nó còn quan trọng hơn nữa, cái phần đấy nó là trí tuệ đấy. Học để làm được, xong học để chung sống là làm được rồi, nhưng phải biết mình, biết người, để làm sao đấy mà mọi người cùng đồng lòng với mình để làm. Xong học để trở thành vĩ đại, tức là chia sẻ đi giá trị cho cộng đồng, biết cái gì chia sẻ cho người ta. Cho nên là nếu mà học mà chỉ để thi không á, thì không giải quyết cái gì. Mà nên nhớ từ cái chỗ kiến thức bạn biết đến mức độ bạn làm được, thì kiến thức nó chỉ chiếm 10-20% thôi. Nhưng toàn bộ nguồn lực của giáo dục Việt Nam tập trung 100% cho các cháu học để làm gì ạ? Để thi, chứ không phải học để ứng dụng, để trải nghiệm. Cho nên những đứa học giỏi ở Việt Nam ấy, tỷ lệ rất cao nhé, không phải nói tất cả, nhưng tỷ lệ rất cao là khi học giỏi nó ra ngoài đời nó rất là gà. Thế thì học giỏi mà gà thì học để làm gì? Thì thà học khá mà ra ngoài đời rất là sói, còn tốt hơn là học rất là giỏi mà ra ngoài đời là gà. Thì mà mục tiêu chúng ta muốn rèn là rèn sói, rèn đại bàng cơ mà, chứ đâu phải là rèn con gà. Nhưng mọi người bị ẩn nấp sau đó một cái tiêu chí tự hào, đó là con mình học giỏi nhất trường. Họ rất tự hào về điều đó, mà không bao giờ họ để ý rằng là mặc dù giỏi nhất trường mà sao ra ngoài đời nó gà thế nhỉ. Nó không biết nấu nổi một bát cơm nó ăn, nó không biết đi mua một cái gì cả, nó không biết tự đạp xe đi đâu cả. Thế cái tự hào của họ là họ bị sai mất cái định vị.
Vậy thì tôi có ba cái khát vọng đó. Thay đổi doanh trí Việt thì CEO Việt Nam, Học viện Sư Việt Nam làm rất tốt việc này. Hai là làm cho người dân hiểu đúng về đạo Phật. Thì tôi cũng đang làm việc này, làm dần. Thứ ba là góp phần vào cái công cuộc giáo dục của Việt Nam. Thì bọn tôi cũng đang làm trường cấp 3 rồi, làm trường đào tạo doanh nhân cho tốt nghiệp trung học phổ thông ra để học rồi. Rồi trong năm nay thì phát triển tiếp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nữa. Thì tôi đang góp phần dần vào. Vậy thì bạn mới quay trở lại là khát vọng và tham lam. Vậy tôi đang làm là vì cái sứ mệnh đó. Nhưng sứ mệnh mà không có tiền thì cũng chết. Nhưng có nghĩa là gì? Mình làm dần. Nếu cái khát vọng của đó, mình khát vọng đấy mình làm, thì mình uống thêm một giọt vào. Uống thêm giọt nào thì nó đã đỡ khát giọt đó rồi. Vậy thì mình đặt mục tiêu là mình làm là A. Thì mỗi ngày mình nỗ lực mình làm. Và nếu không may đến khi mình chết, mình mới làm được 50% A thôi, thì nó cũng không sao. Tức là đây là công cuộc gì ạ? Trao đi. Mà đã gọi là trao đi thì không trao được nhiều, thì trao ít thì cũng đã vui rồi. Còn đừng ép mình là phải trao đi. Vậy thì vô tình càng đi càng nặng. Thì cái đó nó gọi là tham vọng. Còn khát vọng là tôi uống thêm được giọt nào thì tôi đã đỡ khát được giọt đó. Nhưng tôi biết tôi vẫn nỗ lực tuyệt đối hàng ngày, nhưng tôi không bắt mình phải đạt được cái đích đó bằng mọi giá. Mà tôi gì ạ? Vẫn gì ạ? Nỗ lực từng ngày không mệt mỏi. Nhưng không có nghĩa là tôi không đạt được cái mục tiêu đó là tôi bất hạnh. Vì tôi cũng đã từng uống được từng giọt rồi. Cho nên trong đạo Phật có cái từ là tùy duyên. Vậy thì tùy từng điều kiện thì mình làm được đến đâu mình cố gắng mình làm. Nhưng không ép mình phải làm bằng mọi giá, bằng mọi cách. Thì vô tình trên đường đi mình đã xả rác rồi. Cho nên khát vọng là nỗ lực từng ngày nhưng biết đủ. Còn tham vọng là họ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá để đạt được cái đích của họ, cho dù đạt được cái đích này phải giả cái giác kia. Có rất nhiều bác mà chúng ta chứng kiến đấy, cũng thăng quan tiến chức, lên được cái vị trí của họ rồi, mà họ ước mơ rồi. Nhưng trên đường đi để lên được vị trí đấy, họ đã phải xả rất nhiều rác. Và cuối cùng lên được vị trí đấy thì chính những cái rác đấy nó lại quẩn lại đúng cái ghế họ đang ngồi. Và họ phải trả giá cho cái ghế đó. Vậy chúng ta làm gì cũng được, nỗ lực hàng ngày, nhưng đừng xả rác trên đường đi. Chúng ta làm giàu mà trên đường kiếm tiền đã xả rác ra cộng đồng rồi, thì cái giàu đó vô nghĩa. Vậy cố gắng đi đến đâu giữ sạch rác trên con đường mình đi. Kể cả nó không đến đích, đến 2/3 quãng đường thôi, nhưng trên con đường mình đi đến đâu không có rác ở đó, mình không xả rác ra. Còn hơn mình đi cả quãng đường nhưng mình xả rất nhiều rác, tức là mình đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Thì cái mục tiêu mình đạt được cũng không có điều gì vinh quang cả. Đó là sự khác biệt giữa khát và tham. Khát là biết đủ, uống thêm được giọt nào, hạnh phúc giọt đó, nỗ lực từng ngày. Còn tham là họ cũng nỗ lực từng ngày, họ cũng chiến đấu hăng say từng ngày, nhưng họ phải đạt được nó bằng mọi giá, kể cả phải xả rác, thì đó gọi là tham. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Táp A Bao. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.